Rồi chào mọi người nha, hôm nay mình mới tìm được một con game ở trên điện thoại rất là hay mọi người à. Con game này mình sẽ đi cán những con zombie và sau đó chúng ta sẽ được tiền và dùng tiền đó chúng ta sẽ đi độ xe, đấy, độ tên lửa hay là độ giáp cái kiểu mà mua xe mới cái kiểu để mà chúng ta vượt qua những cái ải khó hơn trong tương lai. Tôi thấy game này cũng khá là hay nha, để trải nghiệm thử coi là nó có gì đặc biệt không. Hôm nay để coi nếu mà được thì mình sẽ up cho xe nó xịn nhất có thể. Hiện tại mới vô nó cho mình chiếc xe cùi nè mày, được hai mấy đô nè. Hai mấy đô này thì mình chưa đổi được gì hết. Ok, mình quyết định sử dụng cái chiến thuật lần nạp lần đầu để mình mua thử nha. Tại vì cày sợ hơi lâu ấy. 434 đô nè, bây giờ mình sẽ nâng cái bộ máy lên. Ok, sau đó mình sẽ nâng cái chụp quay à. Rồi, cái này là gì đây? Cân nặng à. Ok, cho nặng lên. Cái khung nè. Ok, nặng khung lên luôn. Mua được cái súng rồi, súng hơi đắt nha anh em. 200 mấy lần thôi chưa tiền đây. Nâng bánh xe lên. Rồi, giờ nhìn có vẻ xe chiến hơn xíu đó anh em ơi. Sắp tới tôi có thể mua được nhiều xe mới hơn á mọi người ạ. Nhưng mà với chiếc xe này để coi ơi, nó có làm được gì không. Xe này chạy mượt hơn nè. Hình như với cả nãy mình có nâng thêm độ nặng nữa, nên là chạy nó sẽ đầm hơn. Và ủi tụi zombie sẽ dễ hơn. Nó có cái lưỡi cưa phía trước kìa, nhìn chiến phách. Đợt này thì chắc chắn là điểm mình cao rồi đấy. Nó có khá là nhiều chạm xăng ở phía trên màn hình kìa mọi người thấy không. Ok, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Bay luôn. Quá dữ. Đây rồi. Tới công chuyện hết. Sao không chạy đường dưới ta? Vậy là phải lên độ cái gì đó để ủi cái gốc cây mới. Rồi. Chạy tới đây là chạy không nổi anh em ơi. Vậy là hết xăng à. Được 66 đô, căng nhờ. Đổ xăng thêm. Này là xăng anh em. Đó, ok, xăng giờ cũng nhiều rồi nè. Độ thêm gì nữa không? Cánh quạt. Rồi, hết tiền luôn. Rồi, có cánh quạt lần này tôi nghĩ là tôi sẽ chạy khá nhanh. Có cái tốc độ tên lửa gì nữa kìa, test thử coi. Wow. Như vậy là mình có thể dùng cái này để mà bay lên dốc được rồi. Hợp lý phết. Được đấy, được đấy. Có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà nó hết cho búp rồi anh em ơi. Tôi chết rồi, nãy mình búp sớm quá. Ẩu rồi, chết rồi, lát không biết lên dốc nổi không nữa nè. Lỡ rồi anh em ơi. Lên dốc được không? Lên dốc được. Vậy xem mình bây giờ mạnh hơn được xíu anh em ơi. Với cả chúng ta có thêm xăng ấy, mình sẽ chạy được dài hơn. Thôi xong. No, tự nhiên tới đó dừng cây thế. Độ thêm bình xăng nữa không? Trời, thiếu một đồng cây thế. Độ thêm gì giờ? Cánh quạt đi, cho cánh quạt nó búp dữ dữ vô. Rồi, x2 luôn, x2 cho cánh quạt lên người ơi. Từ lát lên dốc đi rồi mình sẽ búp cánh quạt sau. Giờ còn hơi sớm đấy. Chuyển nha. Quay quốc phát giờ xe mình căng rồi đó. Tôi thấy nạp cái pha đó nó hơi phí anh em ơi. Trời ơi, bây giờ nãy ngồi cày xíu được rồi. 400 đô, 400 đồng đó thì hình như cày một lần được sáu mấy 70. Nhà cày đâu đó tầm 6-7 lần á. Cũng hơi lâu á nha. Thôi, dù gì nạp mình cũng có hai mấy à, cũng rẻ mà. Trải nghiệm thử coi sao. Đầu tư vô xem qua chiếc xe mình nó mạnh tới đâu. Rồi, cho nên là anh em nếu mà thấy hay thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like nha, để mình có thêm động lực làm tiếp những video mới bữa nha. Mấy nay tôi cũng đang tìm nhiều game lắm anh em ơi. Trên điện thoại thì bây giờ ra cũng khá đấy. Rồi, bây giờ mình lên chốc được rồi nè. Bật quạt lên. Quá là dữ. Xém nó pha nó rụng rồi nhưng mà không có cánh quạt. Hết xăng. Ok. 104 đồng. Wow. Giờ mà mình có 125 là mình mua cái bình xăng rồi anh em. Thổ máy đi. Ok, hình như đổ đó nó sẽ giúp mình đỡ hết xăng hơn thì phải. Rồi, get go nè. Giờ phải cày. Ngày thứ 5 rồi anh em ơi. Ngày thứ 5 sinh tồn trong thế giới zombie rồi. Để coi tôi cố lên được 10 ngày coi chiếc xe tôi nó mạnh tới cỡ nào nha. Giờ xe mình có vẻ chạy nó. Rồi. Quá dữ. Chỉ khôn của ta đây. Trời ơi. Mình mà đi tới đây là như mình sẽ được chiếc xe mới nè mọi người. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải độ nó mạnh thật là mạnh. Để chúng ta chạy cái quãng đường nó dài tới chiếc xe này nè. Thì mình mới có chiếc xe mới được. Hơi căng. Và nãy mình chưa sử dụng hết lực gió của quạt nữa. Mình sẽ chừa lại để lát mình lên dốc. Giờ còn hơi sớm. Đây nè, cái dốc chỗ này sẽ khá là căng đây. Chỗ này mà thiếu. Bây giờ xe mình mạnh rồi mình có thể vượt qua được em ơi. Nãy giai đoạn đầu là không qua nổi đâu á. Ủi hết. Đó. Lỏ luôn. Được có 80 đồng à. Giờ chắc chừa tiền quá. Xe quảng cáo được 64 đồng nè. Rồi, mình xem xong mình được 64 đô nha mọi người. Ok, giờ mình sẽ đi mua cái bình xăng để mình chiến tiếp. Đây rồi. Ngày thứ 6. Yeah. Ok, sắp tới 10 ngày rồi anh em ơi.
coi ngày thứ 10 coi là có gì hot không. Yes, trong thế giới zombie này thì giờ chỉ có cày xe thôi chứ mình mới up bình xăng lên, không biết giờ chạy được nửa đường của cái cây xăng mới hay không nữa nè. Cây xăng mới hiện tại là mình chưa tới cái quãng đường đầu tiên nữa, khá là căng nha. Chắc hay là giờ nếu mà có tiền mới chắc đắp vô bình xăng hết luôn quá nha, để chúng ta chạy xa hơn. Xa hơn thì chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn và từ đó chúng ta có thể up được nhiều thứ hay ho hơn á. Ồ, cái này căng quá, chỗ đó dễ bị lật lắm, lật xe. Ê nữa, lật lại, đúng rồi, phải là như vậy. Giờ xe mình mạnh lắm anh em ơi, trời, dốc này lên cái một hồi nãy lên không nổi chứ bây giờ là easy game. Cái nhà này từ từ nha, cái nhà này dễ lật lắm nha. Ok, ủi hết gỗ là được rồi. Rồi xe sắp rụng rồi, bật quạt thôi. Bay luôn. Rồi hết quạt rồi, bật quạt chạy cũng được kha khá. Rồi sắp hết xăng, chưa tới được cái xăng đầu tiên nữa. 114 đồng, tăng mình xăng tiếp, lụm cái tiền. Ok, get go tiếp nè. Một lát nữa mình bật quạt mình sẽ đạp ga luôn nha. Hồi nãy mình bật quạt mà mình quên bật ga nữa mà, mình quên đạp chân ga, thành ra nó chạy khá là chậm. Ngày thứ 7 của mình rồi, một tuần ở trong thế giới zombie thì chiếc xe mình thì cũng chưa năng được gì nhiều, chủ yếu là mình năng bình xăng để mình cày tiền cho nó nhanh cái đã. Cày tiền bình xăng thì quá là chiến rồi. Giờ ngồi chạy thôi, bình thường thôi. Từ từ tôi sẽ năng mấy kia sau, không phải vội. Cái nào đắp giúp mình nhiều tiền trước thì làm cái đó trước cái đã anh em ơi. Từ từ tập trung tiểu tiết sau. Tiểu tiết giờ chưa quan trọng, để coi mình chạy. Đợt này mình nghĩ là tới cây xăng đầu tiên rồi đó, thì chắc nó sẽ nạp xăng cho mình quá nha. Không biết là có nạp hay không nha. Tôi sắp tới rồi nè anh em ơi, sắp tới cái địa điểm hết xăng lúc nãy rồi nè. Coi nó có nạp xăng cho mình không. Rồi phóng nhanh vượt ẩu đi. Bay. Ừ, tới cái xăng rồi kìa. Ủa, bay hút cái xăng luôn rồi, giờ sao? What? Ủa, qua được cái gara mới. Yes. Ngày thứ 8, đến địa điểm thứ 2 rồi. Wow, 137 hả? Giờ năng bình xăng hơi căng, năng cái quạt đi, giúp mình bay xa. Chứ bây giờ cũng đâu có tiền năng mấy kia đâu. Ừ, chạm thứ 2. Yeah. Chạm đầu tiên chứ. Nào chúng ta qua được cái chạm mới đó mọi người. Giờ muốn qua được cái chạm thứ 2 thì cũng hơi căng nha. Chạm thứ 2 nó xa quá. Chúng ta qua đây chúng ta gặp được mấy con zombie mới nè mọi người ơi. Với cả vùng đất nó cũng mới hơn nữa. Wow. Zombie nhảy lầu nữa. Nổ. Pha nổ nó hư xe không? Không hư luôn. Xe bền dữ ta. Rồi, chúng ta đi được nửa đường rồi anh em ơi. Đừng bị kẹt nha, đừng bị dính ở đâu nha, đừng bị lật xe nha. Đúng rồi. Ui, xe bốc khói rồi, toan rồi. Thôi xong rồi. Đi được nửa đường rồi, không biết còn đủ xăng nữa. Ok, bơm thôi. Bơm quạt lên. Ây. Rồi luôn, hết xăng. Ui. Đi được nửa đường, 150. Wow, căng nha. Chắc kiểu này phải farm bình xăng rồi. Ok, ngày thứ 9 nha. Chúng ta được thêm 148 đồng nữa. Giờ năng bình xăng tiếp. Đây rồi. Còn như ấp vô cái ống nè, ống xả. Rồi, mình mới tìm được một cái đường mới ở dưới đây mà, ngày thứ 10 nha. Đây, một lát mình sẽ đi cho anh em xem luôn. Cái đường dưới này cộng điểm cũng căng phết đấy. Ngang hơn cái đường trên nữa. Và nó sẽ giúp mình dễ đi xa hơn, tại vì nó có chớn. Lát mình sẽ dùng cái cánh quạt mình đẩy nè. Tới cho ta. Lát nữa tới cái miệng ống cống là chúng ta dừng lại. Như sắp tới đó anh em ơi. Có lưỡi gai này nó sẽ giúp mình đỡ bị chậm khi mà ủi zombie. Đây, tới nè. Chui xuống. Đó. Tới rồi. Chúng cũng chuẩn bị tới cái chỗ mà mình sắp hết xăng rồi, lát mình phóng cánh quạt qua luôn nha. Nổ. Quá dữ luôn. Sắp tới chỗ hết xăng rồi. Giờ phải bay thôi, nhanh lên. Trước khi mà rồi luôn, kẹt cây thật sự. Qua được cái chỗ nãy. Ngon. Nãy mình mới năng bình xăng mà. Trời ơi, quên nữa. Tới đây phóng cánh quạt mới đúng nè. Thôi được nhiêu rồi. Trời ơi, 169 đồng, thơm phết. Được cái khung gì mới nữa kìa, cái súng nữa hả? Súng chắc không cần đâu. Bánh xe nè, update bánh xe lên. Đù, bánh xe nhìn to hơn rồi nè anh em. Ngon liền. Ok, 10 ngày đầu tiên thành công mỹ mãn nha. Để coi 10 ngày tiếp theo sẽ như thế nào thì đừng quên đón xem nha. Video của mình tới đây thôi. 18:30 tối mỗi ngày trên Facebook của mình sẽ có video mới nha mọi người. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Tên game mình sẽ để phía dưới nha. Đây, Until Die phần 2 nha anh em. Game đó.